Xin chào các bạn, trên tay mình đây đang là một màn hình monitor. Bộ màn hình monitor này là sản phẩm mới nhất của iCamera, có tên là Bestview S7. Độ phân giải của màn hình này đó là 1920x1200, hơn Full HD một chút. Và điểm nổi bật nhất của chiếc màn hình này có thể view hình ảnh được lên tới 4K. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết bộ sản phẩm này bao gồm những gì nhé. Bên trong chiếc vỏ hộp đầy tinh tế đó là bộ sản phẩm chính. Đầu tiên đó là sách hướng dẫn sử dụng. Sách này mình chưa mở nhưng mà cũng biết đó là hỗ trợ tiếng Trung và tiếng Anh rồi. Đúng như mình dự đoán. Tiếp theo đó là hai bộ adapter nguồn cho nó. Đây là bộ nguồn gài cho pin LP970. Và đây là dành cho pin LPS6. Và hai pin nguồn chính của Canon và Sony. Một đầu buôn mini giúp ta có thể gài màn hình lên trên máy ảnh và xoay chuyển những cái góc cạnh của màn hình. Tiếp đó là bộ cấp nguồn. Đó, các bạn có thể thấy được con monitor này có nguồn vào nó là 100V, 100 cho tới 240V. Một miếng giấy lau màn hình. Bộ lục giác bao gồm cả ốc nữa. Vâng, và tiếp theo đó, đây chính là hai dây truyền tín hiệu. Một dây đó là dây micro HDMI ra HDMI. Dây còn lại đó chính là mini HDMI ra HDMI. Hai loại dây thông dụng nhất trong quá trình truyền tín hiệu. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Đó là chiếc màn hình được bọc bên trong một lớp vải nhung rất là sang chảnh. Đó, các bạn có thể thấy được. Kích thước đó là 7 inch. Sản phẩm được làm bằng nhựa ABS cao cấp. Và cuối cùng đó là miếng tấm chắn sáng. Miếng này không thể thiếu được đối với những chiếc màn hình monitor. Và đây là chiếc màn hình chính của chúng ta ngày hôm nay. Ở phía mặt trên đó là những cái phím chức năng và một màn hình có kích thước là 7 inch. Sản phẩm được làm bằng nhựa ABS cao cấp cho nên cầm rất là mịn tay, chống trơn trượt, chống mồ hôi tay. Ở mặt sau của nó đó là những nguồn hình ảnh vào. Chúng ta có thể thấy được ở nguồn hình ảnh thì nó có hai cổng, đó là cổng HDMI và cổng AV, đều có đầu in out, một jack kết nối âm thanh. Mình xin lỗi, đây là jack test âm thanh, jack 3.5, và đây là jack nguồn cấp. Các bạn có thể sử dụng nguồn điện 220V bình thường, hoặc không thì các bạn cũng có thể sử dụng những nguồn pin như mình giới thiệu ban đầu. Thì màn hình này có thể sử dụng được những cái pin Sony F970 hoặc là pin LPE6. Thì nó sẽ có riêng hai adapter chuyển nguồn cho chúng ta. Phím bật tắt. Loa check âm thanh trực tiếp, không cần tai nghe. Và đế ốc 1/4 giúp ta có thể gắn trực tiếp chiếc monitor này lên những cái đầu ốc mà có thể gắn lên trên máy này. Ở đây có 3 đầu luôn. Đó, hai bên hông sẽ có thêm 2 đầu nữa. Điểm nổi bật ở con này nữa đó chính là
nó sẽ có thêm một cái cổng jack USB để bạn có thể update những cái firmware mới nhất cho cái màn hình này. Bây giờ chúng ta cùng test thử chiếc màn hình PS View này để xem chất lượng hình ảnh của nó như thế nào. Và đây mình có một chiếc A7S2. Và đây là màn hình hiển thị chính của chúng ta. Mình sẽ điểm qua một số những phím bấm chức năng cơ bản ở trên màn hình. Đầu tiên đó chính là nút Power On Off. Đây các bạn có thể thấy được, có dải đèn LED hiển thị màu đó. Tiếp theo đến phần phím bấm suộc. Phím này là phím đầu vào của hình ảnh. Bạn có thể chọn HDMI hoặc là AV. Như ở con A7S2 này thì đầu vào của nó chính là HDMI. Tiếp theo nữa đó là ba phím thao tác nhanh F1, F2, F3. Phím này thì tùy chọn bạn, các bạn có thể gắn những cái chức năng mà mình muốn hiển thị nhanh. Đó, ví dụ như ở con F1, phím bấm F1 này, mình mặc định của nó sẽ cài đặt cho bạn đó là phần histogram. Đây các bạn có thể thấy được. Đó. Tiếp theo ở phím bấm F2, hiển thị xung âm thanh, giải xung âm thanh ở bên phía trái màn hình. Tiếp theo đó là phím bấm F3, các bạn có thể bật tắt âm thanh khi quay. Tiếp đến đó là bốn phím điều hướng lên, xuống, trái, phải. Thì ở bốn phím này thì nhà sản xuất cũng đã gắn trực tiếp những cái phím bấm chức năng cho nó rồi. Đây các bạn có thể thấy được. Thay vì lên, xuống, trái, phải thì nó cũng đã được gắn những cái phím chức năng thao tác nhanh. Đó. Và cuối cùng đó là phím menu. Đây các bạn có thể thấy được. Ở trên phần menu này nó có một số những cái điều chỉnh thông số giúp các bạn có thể chỉnh được dễ dàng. Đây có phần Assistant, Make Image Color Setting. Thì cái này thì tùy thuộc vào các bạn có thể điều chỉnh được những cái phím bấm cơ bản này trong quá trình mình sử dụng để quay hoặc là chụp. Đó. Đấy, các bạn có thể thấy được. Đây, ví dụ như là mình đang chỉnh ở phần Assistant Center Mark. Hay chúng ta có thể xuống đến phần Save Border Make Ratio. Cái này thì mình có thể điều chỉnh được tùy thuộc vào nhu cầu mục đích sử dụng của chúng ta thôi. Đây là phần sơ qua, mình vừa điểm qua những cái phím bấm chức năng cơ bản của chiếc màn hình monitor PS View này. Điểm nổi bật đó là chiếc màn hình này có hiển thị được 4K. Đây là điều rất là cần thiết trong quá trình bạn quay phim. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như đặt mua sản phẩm, các bạn có thể truy cập trực tiếp tới website icamera.vn hoặc gọi điện tới số hotline của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh YouTube Công Nghệ nhé các bạn.